Nhà đất Hùng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn. Buổi chiều đọc chào nay, Hùng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn biệt thự vừa ở vừa kết hợp kinh doanh buôn bán. Nhà có vị trí đối diện với chợ và nhà này có tiện ích vừa ở vừa kết hợp với làm kho ở phía sau quý vị nhé, làm kho chứa hàng. Đây quý vị, nhà có diện tích ngang 10 sâu 32 m, có hướng bắc, có đường nhựa phía trước là đường nhựa thông. Lòng đường nhựa này rộng tầm khoảng là 7-8 m và vỉa hè mỗi bên này là 5 m quý vị nhé. Đây là trục đường nhựa này. Và đây là khu vực chợ quý vị này. Ở đây có chợ kinh doanh, buôn bán đây. Đây là đối diện với khu vực cổng chợ quý vị nhé. Đó. Kinh doanh, buôn bán. Trong đây là khu vực chợ cũ này, đi sâu vào trong đây là khu vực chợ quý vị ơi, trong đây thì có những sạp chợ ở khu vực này nhé. Đó. Đây là khu vực cổng chợ. Một căn nhà sổ Hồng Riêng, một trệt, một lầu ở trên, chủ nhà lợp ngói Thái đây quý vị. Công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phía trong có kho chứa hàng. Nhà này có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ. Và có sân thượng trước sau, đường thông hai đầu. Đây quý vị, đường khá là lớn đây quý vị nha. Đường thông hai đầu. Và đây là trục đường ngược lại này. Bây giờ mời quý vị mình vào trong, ta tham quan chi tiết ở trong. Nhà này có địa chỉ tại phường Thuận Giao, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí nhà này gần với đường 22 tháng 12, gần với đường Mỹ Phước, Tân Vạn, gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Khu vực sân này thì mình để được 2 chiếc xe hơi. Bên đây thì một xe 7 chỗ, xe bán tải thoải mái. Và mình có thể cua ngang bên đây để thêm được một chiếc xe thứ hai nữa quý vị nha. Đấy, vị trí đối diện với chợ quý vị này. Đây quý vị nhìn lại này, một khu chợ đây quý vị này. Đó. Trong đây là khu vực nhà này. Và nhà này có một cái lối đi đường sau này rộng tầm gần 2 m, di chuyển thẳng ra đây. Đường sau có một cái kho quý vị nha, kho chứa hàng khá là lớn, diện tích ngang 10 sâu 32 m, tổng là 320 m², thổ cư 100% luôn quý vị nhé. Di chuyển trong đây mình có lớp cửa thứ hai là cửa nhôm xin pha. Đây quý vị, chủ nhà thiết kế không gian mở, bên đây thì thiết kế làm phòng khách, mình kê bàn ghế, sofa, bàn ghế gỗ lớn thoải mái luôn quý vị. Diện tích ngang 10, chủ nhà xây căn nhà này tầm khoảng là 8 m và để lối đi bên hông tầm khoảng gần 2 m quý vị nhé. Và đường này rất là lớn quý vị này. Phòng ốc nào cũng rộng rãi và thông thoáng. Nhà có phòng ngủ tầng trệt, có cửa đi bên hông quý vị này. Nhà có địa chỉ phường Thuận Giao, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là cái phòng vệ sinh ở ngoài quý vị nhé. Tầng trệt sẽ có 2 phòng ngủ. Lộn, tầng trệt sẽ có 1 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Và phòng ngủ kế bên này thì sẽ có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Đây quý vị, phòng ngủ rất là lớn quý vị nha, rộng rãi và có cửa sổ phía sau. Phía sau này nhìn ra ngoài là một cái kho quý vị nha, kho chứa hàng, kho để đồ. Và phía sau căn nhà này có lối thoát hiểm rộng lên tới là 6 m quý vị. Một căn nhà có lối thoát hiểm rộng 6 m và đây là phòng vệ sinh riêng. Trong phòng ngủ tầng trệt của căn nhà. Tầng trệt có 1 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Đây là khu vực bếp này, bếp rộng rãi được chủ nhà làm 2 dàn tủ trên và dưới bằng gỗ đỏ luôn quý vị nhé. Chủ nhà làm gỗ đỏ tự nhiên. Một căn biệt thự đối diện với khu chợ, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh buôn bán được. Và đây là khu vực kho quý vị này. Ở đây có cái kho gác lửng, đây mình chứa đồ ở đây quý vị nhé. Tha hồ mình chứa đồ ở đây và có cái thang sắt lên trên kho này.
mình để đồ trên và ở dưới khu vực chỗ kia thì mình kê máy giặt phơi đồ, hoặc là phơi đồ ở khu vực phía sau này được cũng được quý vị này. Đây, đây là cái lối thoát hiểm mà 6 mét quý vị. Khu vực bên nhà mình đây 3 mét, nhà kế bên 3 mét. Cái này thì không có nằm trong sổ quý vị nha. Đó. Diện tích 10 x 32 là từ đây ra tới cửa là 32 mét. Và sử dụng đây là cái lối thoát hiểm quý vị này, mình sử dụng luôn nhé. Đó. Khu vực phía sau này thì lập tôn, còn đường trước là chỗ nhà xây kiên cố trệt lầu là trên lập ngói thái quý vị. Đây, lối đi bên hông đây quý vị này. Lối đi bên hông rộng tầm gần 2 mét quý vị nhá. Một căn nhà 10 x 32 đối diện với chợ thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 10 tỷ đồng, vẫn còn bớt trực tiếp với chủ nhà. Mình di chuyển lên trên này. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hẹn gặp ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú để xem trực tiếp căn nhà này. Lên lầu trên, khu vực đây thì mình có khoảng trống làm phòng khách thứ hai, phòng sinh hoạt chung. Và bên đây thì có cái hành lang bên hông rộng tầm hơn 1 mét ở đây quý vị nhé. Đây là một cái phòng vệ sinh ở ngoài này. Phòng vệ sinh ngoài này thì dành cho hai phòng ngủ ngoài và một cái phòng khách thứ hai. Còn bên đây hai phòng ngủ này. Bên đây là phòng ngủ đầu tiên của lầu trên. Và phía sau này mình có hành lang. Từ hành lang này thì mình nhìn xuống cái kho đây quý vị nhé. Đó, kho chứa hàng, kho để đồ, khu vực chợ, tha hồ mình để đồ quý vị nhé. Và đây là cái phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này cũng khá là rộng rãi này. Phòng ngủ này thì có cái phòng vệ sinh riêng trong phòng đây quý vị. Phòng vệ sinh rộng rãi nhé. Một căn nhà có diện tích 320 m², full thổ cư, sổ hồng riêng, giá 10 tỷ đồng, tòa lạc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị xem được video này, nếu thấy phù hợp với gia đình mình, có nhu cầu đi xem, khảo sát thực tế thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú để đi xem trực tiếp căn nhà này. Và đây là cái phòng ngủ phía trước, phòng ngủ thứ tư của căn nhà quý vị nhé. Phòng ngủ thứ tư khá là rộng rãi luôn. Hệ thống cửa được chủ nhà làm cửa gỗ đỏ luôn quý vị nhé. Bên đây là phòng thờ quý vị này. Đây thì mình có chỗ thiết kế làm phòng thờ gia tiên ở đây. Và đây là sân thượng trước này. Mình có khoảng trống sân thượng cực kỳ rộng rãi đây quý vị này. Một căn nhà có diện tích 10 x 32, giá 10 tỷ đồng. Cô chú anh chị xem được video này, nếu thấy hợp lý, có nhu cầu đi xem sớm, hãy alo với Hồng Sơn để xem trực tiếp. Đây, từ vị trí này thì mình nhìn thấy cái cổng chợ đây quý vị nhé. Cổng chợ đây, đó, ở trong. Một cái chợ ôm hết khu vực này, thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà, alo trực tiếp cho Hồng Sơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.